Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã cảm nhận và chúng ta cũng đã thấy rằng với niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa và qua những hành động, qua những dấu chỉ mà Thiên Chúa đã thể hiện đối với dân của Ngài, chúng ta cũng đã thấy rằng Thiên Chúa đã ban cho con người có được tự do trong việc tin nhận Thiên Chúa hay là không. Và qua việc Thiên Chúa ban cho con người có tự do đó, đó cũng xuất phát từ cái tự do của Thiên Chúa. Như trong bài đọc 1 của ngày hôm nay, trích trong sách Sáng Thế, nói về việc ông Cain giết ông Abel là em của mình. Ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng Thiên Chúa cũng đã tự do trong việc lựa chọn của mình. Thiên Chúa tự do chọn lựa giữa lễ vật của Cain và Abel, và đó là tự do của Thiên Chúa. Còn về phía con người, nơi ông Cain, bởi vì ông đã không nhận ra cái tự do của Thiên Chúa trong việc chọn lựa đó, và ông ganh ghét em mình và đã dẫn tới việc giết hại em của mình. Và do đó chúng ta thấy rằng Thiên Chúa cũng đã ban cho con người tự do xuất phát từ tự do của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho con người có tự do chọn lựa, và chính Thiên Chúa cũng đã ban cho con người tự do chọn việc được đón nhận Thiên Chúa, đón nhận chính con một của Ngài. Cho dù Thiên Chúa biết rằng con người có thể không đón nhận lấy tình yêu mà Chúa dành cho họ, nhưng Thiên Chúa vẫn thực hiện chương trình cứu độ con người bằng cách là chính Thiên Chúa đã ban cho con người chính con một của mình, để rồi nhờ con một của mình mà những ai đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa sẽ được cứu độ. Và vì vậy Thiên Chúa cũng mong muốn, Thiên Chúa luôn chờ đợi và Thiên Chúa mong muốn con người cũng phải xây dựng niềm tin của mình, và con người hãy đón nhận lấy tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho họ nơi chính con của mình. Và như trong bài tin mừng chúng ta thấy, những người Pha-ri-sêu họ đã chất vấn về Chúa Giê-xu và họ đòi nơi Chúa Giê-xu một phép lạ để họ tin. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng họ không việc tin vào Thiên Chúa của họ rất là yếu, và vì vậy khiến cho họ đòi phải có một dấu lạ nào đó tận mắt để rồi họ mới tin. Và vì vậy mà Chúa Giê-xu cũng đã nói rằng thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả, bởi vì chính Chúa cũng đã thấy được rằng việc cho họ một dấu lạ hay không thì cũng sẽ không có giúp gì được cho họ, bởi vì lòng tin của họ vẫn còn yếu kém. Và qua đó chính Đức Giêsu cũng cho chúng ta thấy rằng việc Chúa Giêsu hiện diện nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta qua những cách thế riêng, mà nếu như chúng ta đã trọn niềm tin vào Ngài thì chúng ta mới có thể cảm nhận được. Và cho dù con người có tin hay là có nhận ra Thiên Chúa nơi cuộc sống của mình hay không, thì chính Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện với họ và cũng đang đồng hành với tất cả mọi người chúng ta, để rồi Chúa sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Và nếu như chúng ta tin vào Thiên Chúa một cách mãnh liệt, một cách vững vàng, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng
Chúa vẫn đang đồng hành với mỗi người chúng ta trong mọi giây phút của cuộc đời trần thế của mình, và trong mọi công việc, trong mọi hoạt động, Chúa vẫn đang ở cùng với chúng ta. Amen.